Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí em đang đứng đây là cách đường Phước Tân Hội Bài đây khoảng tầm chưa tới 100m ha. Và đặc biệt là cách vòng xoay Đá Bạc quý anh chị, ngay ngã sáu Đá Bạc ha, là khoảng tầm 1 km thôi, khá là gần nha quý anh chị. Ở ngay nhà thờ trường học của ủy ban là sát đây luôn ha. Thì hôm nay em có cái siêu phẩm cực kỳ ngộp luôn, gửi đến quý anh chị là một lô đất góc hai mặt tiền đường nhựa luôn nha quý anh chị. Hai mặt tiền đường nhựa luôn, cực kỳ đẹp luôn ha. Ngay trung tâm luôn, khu dân cư đông đúc, tiện ích xung quanh luôn nha quý anh chị. Trường học, chợ, ủy ban là sát đây luôn ha. Thì cái lô đất của mình tổng diện tích là 637m² nha quý anh chị. Chủ đã lên 150m thổ cư rồi. Đây lô này ha, bám mặt tiền đường nhựa chính này. Đường xe ô tô đang vào này, bám mặt tiền đường nhựa chính là 14m từ cái vị trí này ha. Đây qua bên kia là 14m nha quý anh chị. Đây 14m ha. Qua bên đó luôn. Và bám mặt tiền đường nhựa phía bên này nè là 44m nha quý anh chị. Đây bám mặt tiền xe đang chạy nè là 44m. Để em quay cho quý anh chị xem. Nằm trong khu dân cư đông đúc, đối diện mình là nhà dân đây ha. Và trong này nói chung mình cách ngay ngã sáu Đá Bạc chỉ có là 1 km thì quý anh chị biết rồi. Tiện ích xung quanh trường học nè, chợ Đá Bạc, rồi nhà thờ Đá Bạc quý anh chị là sát đây luôn ha. Đây 44m lận quý anh chị, hết cái đám sắn luôn. Đây đây chủ đã bao quanh hết cái kiểm gai rồi này. Đây quý anh chị này, có kiểm gai đây. Đây ha, tới cái cọc này ha. Còn phía bên này, phía bên mà đu đủ này là của người ta ha. Chạy sâu vào trong kia là 14m nha quý anh chị. Tổng diện tích của mình là 637m² quý anh chị. Đất phủ hồng toàn bộ góc hai mặt tiền mà giá chỉ có 1 tỷ 850 triệu quý anh chị. Giá chủ lỗ nặng luôn ha. Ở đây thì điện nước đầy đủ, wifi các thứ ha. Không thiếu một cái tiện ích gì hết. Hiện tại trên đất mình là đang trồng sắn nha quý anh chị. Đất thì đất đỏ Ba Giang, cực kỳ tươi tốt luôn nha. Ở đây nói về Đá Bạc thì quý anh chị biết rồi. Đất đỏ cực kỳ thì tươi tốt luôn. Mình có thể trồng tất cả các loại cây ăn trái. Đều tốt hết ha. Lô đất cực kỳ đẹp quý anh chị. Thì từ cái vị trí mình này, cách di chuyển về biển Phước Hải quý anh chị có 20 phút khá là gần ha. Lô đất ngay ngã ba luôn. Mình có thể kinh doanh buôn bán tốt luôn nha quý anh chị. Tại vì mình đi vào đây là khu dân cư trong này, xa trong này nè. Xa trong này đã rất đông nha quý anh chị. Thì em xin nói lại đây, lô góc từ cái vị trí này ha, đây ngay cọc này, qua bên này là 14m ha. Mặt tiền đường chính, đường này là đi ra ngay Mỹ Xuân Nghĩa Gia, ở đường Phước Tân Hội Bài này, cách đường Phước Tân Hội Bài khoảng tầm 100m. Sâu dài mặt tiền bên này là 44m. Chủ đã lên 150m thổ cư rồi. Tí nữa em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem luôn ha. Đất mình không có bị quy hoạch nha quý anh chị. Mà giá khá là mềm, giá chỉ có 1 tỷ 850 cho lô góc này. Quan tâm thì inbox liền cho em để em quay ra ngay ngã sáu Đá Bạc ha. Anh chị mà quan tâm lô góc thì inbox liền cho em. Cái lô này là chủ lỗ nặng luôn ha. Quá lỗ luôn. Đây là khu dân cư rồi, trường học, ủy ban rồi, sát đây luôn ha. Nhà thờ. Anh chị nào mà tìm lô góc vừa kinh doanh mà vừa làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì inbox liền cho em ha. Đây. Đi ra chưa tới 100m là đường tới đường Phước Tân Hội Bài rồi quý anh chị. Lô đất quá đẹp luôn. Đây. Hướng này là về Đức Mỹ, về vòng xoay Đức Mỹ nè, đi về quốc lộ 51 đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi. Mình đi vào đây ha. Rồi khoảng 100m là đến rồi. Ở đây nè, bán bún, quán phở rồi tập quá rồi, nói chung là không thiếu một cái tiện ích gì hết. Chợ đây nè. Có cái chợ nhỏ đây ha. Chợ nhỏ đây. Còn lên đây là chợ Đá Bạc, chợ lớn ha. Còn phía bên này đây là trung tâm văn hóa này. Trung tâm văn hóa cộng đồng quý gì ha. Đây, tập thể dục, sân bóng đây, các thứ đây. Quá ok chưa? Đường này là đường Mỹ Xuân Nghĩa Giao cho đường Phước Tân Hội Bài cho quý chị. Đường này là đường Phước Tân Hội Bài ha. Bên tay trái của anh chị là trường học Võ Trường Toản này. Đấy. Lô đất quá đẹp luôn. Rồi nhà thờ nữa luôn ha. Em đang quay lên nhà thờ Đá Bạc, ngã sáu Đá Bạc ha. Mình là cách ngã sáu Đá Bạc khoảng tầm chưa tới 1 km nha quý anh chị. Góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn.
mà giá chỉ có 1.850.000.000 thôi. Đây là nhà thờ đá bạc này. Đấy. À, mình sát với nhà thờ luôn quý anh chị. Xe Hoa Mai Toàn Thắng đi Hồ Tràm á quý anh chị, là đi ngang qua đây luôn. Đấy. Quý anh chị đón xe Hoa Mai Toàn Thắng là đi ngang qua đây luôn á. À, đi bộ vào nhà mình luôn. Đây. À, đi thẳng đường này là về Xuyên Mộc ha. Đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận là đi thẳng đường này. À, còn đi hướng ngược lại là đi về thành phố Hồ Chí Minh. À, đây là tới ngã 6 Đá Bạc này. Quý anh chị quan tâm lô gốc thì bốc liền cho em, cái lô này quá đẹp luôn quý anh chị. À, chủ lỗ nặng luôn. Lô gốc này luôn. Đây. Tới ngã 6 Đá Bạc này. Ở phía trước mình là ủy ban của xã Đá Bạc quý anh chị ha. Đường này là đường tỉnh lộ 765 này. Ở hướng này là đi về biển Phước Hải. Còn hướng ngược lại là đi về Châu Đức quý anh chị. Về Mỹ Xuân Ngoại Giao. Đây có cây xăng Petrolimex này. Rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch chúng mình xem luôn ha. Ngay ngã 6 Đá Bạc luôn quý anh chị. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Đây. Thửa đất số là 1794 từ bản đồ 44, địa chỉ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 653,5 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 150 m² thổ cư, còn lại cây ăn năm khác ha. Thời hạn đất ở lâu dài này. Và đây là góc hai mặt tiền của mình quý anh chị ha. Thì mặt tiền mà 14 m á thì quay về hướng đông ha. Còn đông bắc nha quý anh chị. Còn mặt tiền nhựa mà 44 m á thì nó quay về hướng tây ha. Bắc nha quý anh chị, tây bắc ha. Quý anh chị nào hợp hai hướng này thì bóc cho em để em soi quy hoạch chúng chị xem ha. Đây, đây là lô gốc hai mặt tiền đường nhựa không có bị quy hoạch nha quý anh chị. Tổng diện tích của mình là 637,2 m² ha, ngang 14 sâu 44 ha nha quý anh chị. Đấy, quý anh chị thấy khu dân cư nè, cho quý anh chị xem khu dân cư ở đây ha. Mình là hai mặt tiền nha quý anh chị, trường học rồi ngã 6 đây. Vị trí đất mình đây ha. Ra đây là đường Phước Tân Hội Bài, chưa tới 100 m là đường Phước Tân Hội Bài đây ha. Là đường kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đá Bạc, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận nha quý anh chị. Là đây ngã 6 đây, rồi nhà thờ nằm đây luôn ha. Rồi chợ Đá Bạc đây, ủy ban xã Đá Bạc sát đây luôn ha. Đấy, lô góc cực kỳ đẹp, phủ hồng toàn bộ không có bị quy hoạch ha. Đấy, quý anh chị thấy không? Lô góc cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Rồi quý anh chị quan tâm lô góc này thì inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.